Từ từ, từ từ. Từ từ. Hả? Trời ơi, cái nhỏ mà. Thả thả pin, thả pin, thả pin không nổi. Thả pin, thả pin. Trời ơi. Nhỏ nhỏ chứ. Giặt cái đứt dây đó chứ không đùa đâu. Đây đem đây. Đây cái công tắc bắt cá xem ơi. Mới xuống là lụm hàng này. Đưa. Đưa nằm ngang. Đưa 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 đưa. Hello mấy anh em nha. Hôm nay cải tiến anh em. Mọi kia bơi chích ngựa luôn này, có cái máy này. Mới đổi cái máy dăng ma nha anh em. Đây anh em thấy cái máy dăng ma Honda đó. Hãng mới nha. Rồi ok. Đây hai cần khẩu. Đỉnh. Đỉnh bánh bèo nha anh em. Đây chị hai. Cần khẩu quen thuộc. Hả? Không được, không được, không được, không qua được. Ừ, bây giờ mình bơi ra ngoài kia mình câu nha. Đây, anh em thì giờ mình đi chui qua cái cống đó nha anh em. Cống xa đằng kia nha. Mỗi khi mình chống xuồng qua bữa anh em thấy đó. Hôm nay mình được cái máy rồi. Đội con Yamaha Honda này chạy được 180 km/h anh em. Ok, bây giờ bắt đầu bơi ra nè. Dạ. Ừ, đúng rồi. Không tắt rồi, nãy anh vô tắt bằng gì? Anh em thấy mà mình gọi con Yamaha Honda này rất là xịn nha. Đó, đó anh em thấy nhảy ghê chưa? Nhảy ghê chưa? Ok, bây giờ bắt đầu mình qua cái cống này nha. Đây, đây định. Định bánh bèo anh em. Lấy cái đọt cần câu vô kìa. Thôi đổ, đổ ra đâu chạy đâu. Đổ đọt mới. Rồi hôm nay đi có chị hai mình nữa. Ok, giờ mình qua cống nha. Mỗi khi nước chảy xiết chống chích ngựa luôn này, được cái máy chạy thì cảm giác nó khác quá mà. Bây giờ mình ra cái điểm cũ hôm bữa mình kéo cá tra 2 kg nha anh em. Đây qua cống rồi ha. Đi. Đi dữ nữa kìa. Mà ghi dữ nữa. Cảm giác đi vỏ nó khác với đi bơi cay anh em. Trời đâu, ngồi khóc ngủ luôn chứ ngồi. Ngồi đại đi được hết. Anh em kia từ bữa nay mình đánh trên cái phao anh em, nó cá nục kìa. Kìa nó mới ục cái đó kìa. Đây. Bây giờ mình đi lại lúc đằng kia. Chỗ cũ, chỗ điện thoại nha, hôm nay đi được sớm một xíu. Có khi mình quay ám sáng thì cũng tốt lắm. Rồi ok, giờ mình chạy ra. Nghe bên sau rồi phải không? Kia kìa. À vô giữa đám. Cái phao vậy? Cái phao nè. Anh sao hỏi cái người ta. Ông ơi anh đang gọi mày được không? Từ từ, từ từ. Từ từ. Hả? Trời cái nhỏ mà. Thả thả pin, thả pin, thả pin không nổi. Thả pin, thả pin. Trời ơi. Nhỏ nhỏ chứ. Giặt cái đứt dây đó chứ không đùa đâu. Đây đem đây. Cái công tắc bắt cá xem ơi. Mới xuống là lụm hàng này. Đưa. Đưa nằm ngang. Đưa 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 đưa. Thôi đi nhiều đó về luôn đi, nhiều đó về luôn đi, tôi bỏ. Không em kìa. Đụ một chút xíu còn ngồi hơi đụ. Chỉ là chỉ lên mà còn cá của em. Từ từ. Nắm nắm chặt, nắm chặt, nắm chặt, nắm chặt. Từ 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 từ. Cá không nhỏ. Rồi rồi, dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên. Dỡ lên được không? Được được được. Từ 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 này, hai ba dỡ lên nè. Từ 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 từ. Ôi, đủ trâu thấy chưa? Rồi gớt con cá luôn. Mới xảy cá anh em ơi. Trời ơi. Cần thủ mới xảy cá anh em. Cần thủ mới xảy cá rồi xong rồi xuống thông báo dòng họ bà con đó rồi đi về luôn. Đi về luôn anh em ơi, câu gì nữa xảy con cá rồi. Đáng lý ra tại mình vỡ lên được nhưng mà nó dính quá trời meo. Nên đi không có đem cái vợt theo nữa. Trời ơi. Mình đi giữa lần chừng nên gặp trục trặc nên thấy quay về nhà không có câu được. Thì hôm nay mình sẽ trở lại mình đi tiếp lại cái điểm đó nha. Mình vừa ra ngoài sông luôn. Đây hôm nay được hai cần thủ đó nha.
đây chị hai à, em mình thôi. Rồi ok giờ là ra điểm câu ha. Đây mình sẽ câu lúc bằng kia, giờ cũng tối rồi, đêm nay thì chắc chắn là phải quay đêm rồi đó. Rồi ok anh em chờ kết quả đêm nay nha, nay đem đồ nghề theo dữ lắm. Tới bãi câu à, mà nước ngay đứng à, nước mới chảy rồi, cho nước chảy mới câu. Giờ đói bụng à, nãy mới ăn hai mình cái mà nó giật nhít đây muối, giờ chắc nó mì tôm ăn quá đói bụng quá. Đây có cái đèn chảy sáng anh em, nãy hôm nay kinh nghiệm đã đem cái đèn nè, quay ánh sáng rất là tốt nha anh em. Đây đầu tư mua cái đèn này hết 110k nha anh em. Đây, em thấy sáng không? Rồi ok, bây giờ chắc nấu mì ăn thôi. Khi hái con muốn nấu mì. Hồi nãy bữa muốn kia nhiều quá mình không hái uống. Rồi ok, giờ nấu mì ăn anh em ơi. Chờ cá ăn mình ăn trước đi. Em. Này nấu mì tôm anh em ơi. Cá chưa ăn mình phải ăn trước thôi. Bây giờ làm về chưa có ăn cơm luôn á. Đây. Có mì tôm. Mì tôm huyền thoại. Thế mì giấy biết hiểu gì không? Mì Colosa mới đúng là mì giấy, nhà mì vi phơm rồi, quên mày bỏ cái này vô trước nè, mày bỏ cái này vô trước nha. Đây là cục còn nha, mình không chơi pizza đâu. Đấy em thấy chuyên nghiệp chưa, em thấy chuyên nghiệp chưa nha, thấy chuyên nghiệp chưa, kinh nghiệm nè, nó không đây mình nè. Đó. Ở đâu nè. Đi xem gớt xuống nó quy. Ngựa dính là mấy cục thôi nữa. Đó, anh quẹt này chuyên nghiệp nè. Đó. Thì ghê chưa? Giờ đổ nước vô nè. Nghe cầm đổ nước giùm cái ơi. Ghê chưa? Anh em coi kìa. Quá, hết bật máy quay ra được rồi, dính đây luôn rồi. Ê, có cục quốc lăng. Ê, có cục quốc lăng. Vãi xịt. Đó, anh em thấy đổ nước vô nè. Trời nóng quá trời, nóng luôn cái điện thoại rồi. Nếu nó đi gì nhiều nước đi, mặn á. Rồi, ok, không có nó mặn. Đấy. Ghê chưa? Ok, ta dở lên cho anh em coi này kìa. Đấy. Mình mới đốt lên cái hộp còn á, mình thả trôi xong luôn rồi anh em. Đã chưa, hổ qua trái luôn ngàn câu mình nè. Anh em hổ qua trái luôn ngàn câu anh em. Thôi thần chưa, nó trái kìa. Còn dục nước nó trái nên nó nổ kìa. Mình. Đó, chết ngựa nó chạy luôn con dây luôn anh em. Nó chạy luôn con dây mình luôn kìa. Nó đụ trâu à. Trời ơi, trái quá con dây luôn rồi. Chết rồi, nó chơi dạ anh em ơi. Trời ơi trời. Mé nó thiệt chứ. Thôi anh tắt rồi. Ủa rồi. Rồi. Giờ ăn. Nó mì cho nước sâu nó mì thôi. Miếng nóng người ta à, không nóng cam đâu. Đấy. Xé nó mì. Ủa nãy có em bẻ được cộng muốn nào không? Cộng sao ăn? Làm dơ rồi. Đâu dơ? Không biết nó có ngồi ra không nữa. Rồi. Trời cả còn có muốn anh em ăn thì cơm mới có rau nữa. Tôi xin cái tô ơi. Nãy có đem cái tô mũ hơi rõ ràng mà. À, nãy mình có đem cái tô mũ nữa anh em. Tô bố mình ăn mì tôm mình rửa lại mình để dành nè. Đấy, đây cái tô anh em. Tô xịn luôn á, bên Nhật á, Việt Nam có đâu. Ừ, có không? Siêu thị có nha. Đây. Bỏ một niêm vô nè. Xong. Dầu luôn nè anh em ơi. Để cái tô đây hồi béo. Chắc chắn có thằng nó coi nó sẽ biết cái tô nãy đâu ra này nha anh em. Thằng nó tự động sẽ bình luận dưới video này liền à. Đấy. Đây,
Rồi cái bỏ gông muốn vô nọ, anh em có rau luôn anh em. Rau hai thấy xong luôn á. Trời ơi mùa hông con mũi. Trâu rồi chứ. Gắm con mũi anh em ơi. Thầy ơi. Con mũi đây nè. Mẹ nó thiệt chứ. Bỏ mũi ra ngọt. Này. Có rau. Bị cơm. Chết rồi, xin nổ nước nhiều quá giờ nó lạc rồi. Ừ. Anh em, ủ muối bữa quên cản bảnh nè anh em. Có ông kia nhắn bình luận hỏi gì cái muối huyền thoại này, bữa nào mình làm cái review cho anh em nha. Thì miếng muối vô. Này, không biết ăn rồi có bị ị không nữa. Đây. Vậy à. À nghe mùi à. Nghe mùi mì tôm đó. Ok giờ cho nó sôi lên nha. Rồi nắng mồi đi. Con nghe nắng mồi đi. Rồi nắng mồi quăng đi cho mì tôm sắp sôi rồi nè. Anh em sắp sôi mì rồi nha. Ăn bợn bụi này ngon lắm nè. Này mình ăn với xong nè. Thì miếng muối nó mới được. Này. Thơm. Anh em mình có nên bỏ cục này vô anh em. Rồi mà thôi đi bỏ đi. Được rồi vừa ăn đó. À, có trái chanh luôn nè. Trái tắc chứ. Đây cái dao bữa đi lụm trái chai lụm được cái dao anh em. Hơi bị xét mà rửa rửa xài được. Ở dơ sống lâu mà. Đấy, sôi rồi. Đây, chưa ăn á. Bỏ mì tôm vô. Đừng chọn nghe. Rồi để đại đi. Nhấn chút lên đột vừa luôn rồi. Ok sau rồi anh em ơi. Rồi nó mì vô. Đấy mì chôm huyền thoại nha. Nè. Để cho nó sôi cho nó chín lên cái. Hấp miếng nước à. Này thiếu cái muỗng à. Đây có muỗng luôn kìa anh em ơi. Có muỗng luôn rồi. Bữa nay chị hai mua mấy gói mì tôm vậy? À, mình chả chả qua trả lại cho nó chín chín. Đâu cái gì nữa có không? Nước tương. Ớt. Đây thiếu giùm lắm nha. Mình ở đây nói chung là giờ cũng coi như đủ rồi chứ nó thiếu nhiều lắm. Em yêu thiếu gì không? Thấy cái giò heo nè. Gan heo nè. Rồi gì nữa ta? Ớt nè, mỡ hành nè, u tù lu chưa cho mà vàng được rồi. Thì kiếm không có đâu. Đấy. Chỉnh nè. Ui ui. Bốc khói hết rồi. Đừng thấy dơ dơ múc nước sông đi rửa. Ok anh em. Ngon hả? Ok, ngon. Chín nè. Bây giờ mình đổ ra tô quất thôi. Ê mẹ, nhà mình mới dính cá nha. Cá đâu vậy? Mới vừa dớt khen xong tô mì lên là dính cá nha. Thôi bỏ đẳng đi. Đấy rồi ok. Đâu con cá đâu cầm coi cái coi. Hả? À, đâu con cá đâu. Cá bự lắm em. Cá khoảng 3-4 kg á. Thôi bỏ đây chi. Bỏ đẳng đi. Cái này nó nhảy tùm lum ướt đồ. Anh em con cá anh em. Đây cố gắng cứu vớt cho nó sống nặng. Anh em về mình thả cho nuôi nó nha. Giờ mình để đây nó dĩ tùm lum sao ăn nữa. Ở đâu vậy? Không được nghe. Vậy luôn hả? Rớt mấy con cá đi chị hay. Ê. Ok đừng giải nha. Giải văn tô mì tôm nhịn luôn á.
Ok, giờ ăn mì tôm thôi. Đói rồi. Đi về thiệt mày. Vừa xảy cá bự anh em ơi. Ai mới xảy cá chẳng luôn, giật cái công quá trời công luôn. Ừ, rồi, xảy cái nó bỏ luôn hả? Ôi chờ tiếp anh em ơi. Thì hai nay đóng còn xảy còn cũng quá. Thấy không? Ừ. Mọi người ơi, tình hình là tăng em đi ỉa rồi mọi người. Mọi người ơi, tình hình là tăng em đi ỉa rồi mọi người. Tăng em đi ỉa rồi. Có sữa quá trời. Không thấy đâu đâu rồi. Nó em đi ỉa mọi người ơi. Anh tao cá đâu ơi ơi, không la lên vậy chân. Anh ăn cá rồi nha, cá kìa. Nào muốn cá bự ta cá gì đâu đó đi, hãy gõ đi rồi hãy lấy. Muốn gì để dưới nhau cá nhỏ của mình nha. Một chạng luôn á. Nào cầm ra đây. 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 Cá đây. Cá của anh Hai dính nè. Ba em. Đây được ba em. Chưa. Đó, ba em. Đây. Mấy anh đi mới đi ỉa về. Lại cái gì đỡ bằng chó sữa. Phải ông đi ỉa hả? Ăn xong rồi đi ỉa. Bật cái đèn lên cái. À, con cá kìa. Trời ơi. Cá nhỏ xíu à. Cá nhỏ xíu anh em ơi. Giật cái quá trời giật luôn, giật cái hứ hết hồn chưa. Rồi ok. Đèn mới bị rớt nước nè anh em. Thôi giờ chờ tiếp. Cả cá bự mà không có cá bự gì trơn. Còn cần thủ nữ này áo hồng này ngồi theo ngồi tụ hình không. Tụi đi ỉa nên nãy giờ đồ về đi ỉa không à. Ngạn trâu. Anh em chạy đến đây lắm nha. Được 4 con cá giò nha. Được 4 cá giò luôn nè. Đây nãy có một người kia có ý tưởng là sẽ tái chanh đó nha anh em. Anh em nghĩ cá giò tái chanh ăn có được không? Nghĩa là không đó. 4 con mình rộng nhà sống mình đá ao nuôi nha. Mình nuôi tầm khoảng 5-6kg mình câu lại nha. Ok, chờ tiếp rồi. Cái từ dính anh ta bật máy quay mà. Chơi không? Như dính cá không thông báo mình vậy trơn em. Để mình bật máy quay nè. Chơi kỳ. Đem ra chơi kỳ anh em ơi. Mình dặn là dính cá kêu mình quay. Mình chờ dính im thinh luôn. Anh em cá không bự anh em ơi. Đây có con 4 con à. 4 con nhỏ xíu à. Đang con có 5 con à. Bóp vô giữa thôi chết cá giờ. Trời ơi vô trong luôn. Nè. 5 con nha anh em. Ok. Tái chanh nữa kìa. Rồi, chờ tiếp anh em ơi. Chậm hơn mấy con nãy à. Rồi ok. Lắm. Để ăn cá đi, để ăn cá đi. Thôi gỡ đó luôn đi. Nè dính được con nhỏ lên anh em ơi. Này không có cá bự à. Đang là cá nhỏ không à. Để kỹ em không tay vô theo con dây á. Anh em dính cá nhỏ. Vậy hay đang gỡ cá nhỏ. Đúng không vậy? Ăn cá chết này mày nuốt luôn cái lưỡi. Không lẽ hôm nay mình chưa tắm cá không ăn ta. Phải không? Đây là muốn đi câu phải tắm mới được. Nói chung là câu cá cha là phải đi tắm nha anh em. Ở dơ là cá nó không ăn nha. Nãy mình ở dơ mình đi câu à. Nay nhà mình tắm rồi lên dính nhóc luôn.
đang gỡ con cá bên kia nó bị nuốt cái lưỡi luôn rồi. Anh em ơi chết luôn con cá rồi. Trời ơi chết ngắt con cá luôn rồi. Anh em ơi nó bự nhất trong bầy luôn á. Ok tiếp tục kiếm cá bự anh em ơi. Anh em và chị hai mình nấu phở anh em. Phở này cũng thiếu lắm anh em. Nãy mì tôm mình thiếu này giờ phở cũng thiếu à. Thiếu là bò rồi gì nữa ta. Đúng rồi lá cầu thơm ngò. Ngò nữa anh em. Nói chung là đi về có với phở về là ăn ok lắm rồi. Chị hai mình đang ngồi lau nước miếng anh em. Nhưng mà chị hai đang đói bụng quá thèm chảy miếng. Mình nói chung là mình đi câu á, chăm ba con cá mình không câu đâu, mình nhường kia hai mình câu thôi. Ừ đúng rồi mấy cái nhỏ này câu vậy anh em mình ngồi đây câu cá bự thôi. Đây phở em nghe mùi thơm mì tôm á. Tại nãy cái chĩa nó mì tôm mình á. Ok anh em chờ cá bự thôi nha. Chị hai mình ngồi canh kìa. Anh em thấy cái màu xanh xanh là cái lá đó. Nào cái lá chạy lên là dính cá đó. Đây con văn ma. Văn ma 13 của mình nè. Vẫn còn để đó kìa. Văn ma không đa. Nãy mình đi mình ban trong cái bụi lùm á anh em. Đó anh em thấy xanh xanh không. Nãy ban nó đẩy ra cũng chết luôn. Ok giờ chờ cá ăn thôi. Đây được mấy cá nhỏ à. Ok thì về thôi anh em ơi. Bây giờ mình rút về thôi. Cũng giờ cũng 8 giờ rồi. 8 giờ mình phải về nhà thôi. Rồi ngày mai mình đi câu tiếp. Ngày hôm nay bữa nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật thì mình sẽ đi tiếp nguyên ngày. Mai sẽ có nhiều clip cho anh em xem nha. Ok, thằng quả nay câu thì được 2 4 5 6, 6 con, được 6 cá tra nhỏ. Ok, bỏ sâu đem về mình nuôi nha. Chào tạm biệt anh em nha.